giờ giải trí 22 giờ tối thứ Bảy đã đến. Hãy cùng đến với chương trình Thông gia song đấu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 con trai của họ. Đầu tiên là mẹ Ngọc Tiên, con Thiên Vũ, mẹ giản dị, con hiền lành. Nhà thứ hai là mẹ Thu Hương, con Trường Huy, mẹ dịu dàng, con mạnh mẽ. Nhà thứ ba là ba Tuấn Anh, con Trấn Huy, ba lịch lãm, con lãng tử. Và cuối cùng là mẹ Vũ Thị Gắng, con Thành Ngôn, mẹ giỏi giang, con khéo léo. Hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của đêm nay, đó chính là Thanh Hiền. Nữ chính xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay là Nguyễn Thị Thanh Hiền. Cô người mẫu năm nay vừa tròn 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng, Thanh Hiền còn đang là một hot livestreamer với rất nhiều lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nói về bản thân, Thanh Hiền tự nhận mình là người hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, nhưng lại hay tự ti về bản thân, dễ bị stress vì áp lực trong công việc. Trải qua 2 mối tình và điều chia tay trong tiếc nuối, Thanh Hiền luôn mong muốn tìm cho mình một người phù hợp để có thể cùng cô đi đến cuối con đường. Đến với chương trình, Thanh Hiền hy vọng có được một người bạn trai có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, công việc ổn định và đặc biệt có thu nhập ngang bằng hoặc cao hơn cô để cùng nhau học hỏi. Chúc cho Thanh Hiền sẽ sớm gặp được một nữ yêu thương của mình như ý nguyện nha. Với Thanh Hiền, bên tay trái của chúng ta là đại diện 4 nhà trai đang đến đây cùng với con trai của họ để chinh phục em. Em gửi lời chào đến các cô chú trước nha. Dạ, con chào các cô các chú ạ. Dạ thưa các cô các chú, dâu tương lai mình được không ạ? Được. Rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Thưa quý vị, với niềm hứng khởi này, chúng tôi cũng hân hoan chào đón quý vị ngay lúc này đang ngồi trước màn ảnh nhỏ HTV7. Quý vị đang cùng đến với chương trình Thông gia song đấu mùa 3, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Đây là một sân chơi tình yêu mà chúng tôi tôn vinh những quan điểm của tình yêu đôi lứa. Các chàng trai độc thân cùng đến đây để chinh phục một cô gái duy nhất của chương trình và hy vọng rằng với sự có mặt của những người làm cha làm mẹ, chính tiếng lòng của họ sẽ mang lại những giá trị cao đẹp cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta cùng mong nữ chính ngày hôm nay là Thanh Hiền sẽ tìm được chân ái của đời mình. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Hiền biết sao không? Các phụ huynh của nhà trai ở đây thấy mặt em rồi, và các chàng trai đang ngồi trong phòng chờ cũng thấy mình luôn. Mà quan trọng là mình không có thấy người ta. Cho nên bây giờ để cho các chàng trai có thêm động lực để chinh phục mình thì mình giới thiệu về mình một lần nữa nha. Mời em. Dạ, em chào anh. Em tên là Thanh Hiền. Hiện tại thì em đang làm công việc người mẫu ảnh và em có làm trong mảng livestream. Livestream bây giờ là ngành công nghiệp tỷ đô đó. Dạ, em cũng mới vào ngành thôi ạ. À, mình bán về lĩnh vực nào á? Em thì thường làm mảng beauty và gia dục. Hay quá, tại vì cái tắt bóc như thế này làm beauty là phải rồi. Rồi, giới thiệu thêm về mình đi. Có kỹ năng, nghề tay trái, tính cách, sở thích mình sao? Trước thì em đam mê kinh doanh. Dạ. Thường công việc của em sẽ liên quan một chút xíu tới kinh doanh. Và em cũng học ngành kinh doanh. Sở thích thì bình thường em dành thời gian đi làm nhiều là chính. Còn bình thường nếu rảnh thì em có thể là đi shopping hoặc là đi xem phim với bạn bè. Rõ ràng mình cũng là một cô gái của công việc, đúng không? Dạ. Vậy thì một cô gái của công việc lại xinh đẹp, lại đang trong độ tuổi rất là rực rỡ vóc dáng này thì trước giờ mình đi qua con đường tình yêu nó có gặp ghềnh không? Hay là nó thoải mái, nó suôn mượt? Dạ, anh gặp ghềnh thì cũng có, nhưng mà may mắn thì cũng có. Dạ. Tổng cộng là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có được 2 mối tình. Nhưng mà mối tình nào cũng khá là lâu. Có thể chia sẻ vì sao có những mối tình lâu như vậy mà vẫn bị đứt đoạn? Thường thì em là một người gu khá là chung thủy. Nhưng mà khi mà mới lúc đầu yêu á, thì lúc nào cũng đẹp hết trơn. Đúng. Còn về sau thì có những cái cuộc cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà khi mà hai người ngồi lại với nhau á, nói chuyện không giải quyết được vấn đề, và em nói nhiều lần rồi thì vẫn không được thay đổi, thì em nghĩ là không thể đi lâu dài được. Là em quyết định dừng lại. Là mối tình nào cũng là do em chủ động quyết định dừng lại? Dạ đúng rồi. Là cái lý do là tại vì bạn trai đó không có cầu tiến, bạn trai đó không có quan tâm em, bạn trai đó không có chung thủy, bạn trai đó không có thế này thế nọ hay sao? Dạ cũng có quan tâm em, nhưng mà em người cầu toàn ấy. Nhiều lúc em yêu cầu nó nhiều hơn. Nên là lỗi cũng một phần là bản thân em chứ không phải là do phía bạn kia. Mình cầu toàn có gì sai? Đúng rồi, nhưng mà nhiều lúc trên thế giới này đâu có ai phải ai cũng hoàn hảo đâu. Hiểu như vậy là tốt á. Dạ. Tại vì rõ ràng một cuộc tình đứt đoạn, anh tin rằng là không phải lỗi một phía đâu, mà nó có sự tác động của hai bên, chỉ là bên nào nhiều bên nào ít thôi. Cho nên việc mà chúng ta trải qua những mối tình á, chúng ta nhìn nhận lại vấn đề và rút kinh nghiệm để mình có thể tốt hơn, để những lần yêu sau mình có thể thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, mà không phải giày vò bản thân nữa. Đó mới chính là giá trị của cuộc sống này. Đúng không? Giờ em cũng nhận ra được. Với em thì một cô gái xinh đẹp như vậy, yêu thích công việc như vậy, hơi cầu toàn chút xíu giống như em chia sẻ, thì một chàng trai như thế nào mới là một chàng trai trong mơ của em? Trước em có đặt ra tiêu chuẩn, nhưng mà bây giờ em cảm thấy là những cái tiêu chuẩn đó nhiều lúc nó không có áp vào được. Nên là em quan trọng cái lần đầu tiên gặp mặt á, em ấn tượng như thế nào và người đó có muốn lâu dài với em không. Chúc cho Thanh Hiền hôm nay tìm thấy một nửa yêu thương nhé. Dạ, cảm ơn anh. Quý vị. Và dĩ nhiên rồi thưa quý vị, Thanh Hiền ngày hôm nay không đến đây một mình đâu, mà còn có cả hội đồng người thân của nhà gái. Chúng ta cùng chào đón ngay lập tức hội đồng người thân của Thanh Hiền thưa quý vị. Xin chào hội đồng người thân của nhà gái. Xin được hân hạnh giới thiệu bên phía tay trái của chúng ta, đó chính là hội đồng người thân của nhà trai, gồm có 4 nhà trai đã đến đây để chinh phục con gái của mình. Bây giờ mời các vị giới thiệu nhé. Xin chào MC Phương Hiếu, xin chào họ nhà trai, xin chào khán giả đang xem đài, cũng như các khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Mình tên là Nguyễn Bích Thuận, đây là con gái Nguyễn Thanh Hiền, năm nay cháu 27 tuổi. Dạ, chào đón mẹ Thuận đến với chương trình. Dạ, dễ thương quá. Mẹ ơi, con gái mẹ vừa giỏi nè, vừa xinh nè, trải qua 2 mối tình, mối tình nào cũng chung thủy hết trơn á. Đến một sân chơi lớn tìm kiếm tình yêu, chắc chắn mẹ sẽ có những cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn riêng đứng ở góc độ của mẹ. Vậy thì với mẹ thì một chàng trai như thế nào thì mẹ chấp nhận làm con rể tương lai? Theo tôi thì một chàng rể ở trong tương lai của con gái á, thì nó phải là người biết quan tâm, chăm sóc để con gái mình. Đó là biết quan tâm tới gia đình á, công việc phải ổn định, là ngoài ra là cũng phải là chia sẻ, quan tâm tới những người xung quanh mình nữa. Đó là những cái tiêu chí mà mình có thể thấy là tạm thời thôi, chứ còn nếu về sau mà ở với chung với nhau thì mới biết được là những cái tiêu chí gì là chính xác. Ngoại hình thì sao ạ? Về ngoại hình thì phải cao to đẹp trai theo yêu cầu của con gái. Cao to đẹp trai, hồi nãy con gái mẹ đâu có tiêu chuẩn gì đâu à, tự nhiên mẹ thêm cái cao to đẹp trai vô chứ vậy? Tại vì có nói nhỏ với mẹ rồi. Có nói nhỏ với mẹ rồi. Hy vọng là 4 chàng trai ở trong phòng chờ đủ tiêu chuẩn cao to, phải đẹp trai nữa hả mẹ? Tại vì đây là cái tiêu chuẩn của em. Rồi, vì kế bên giới thiệu nào. Dạ, chào tất cả mọi người, em tên là Long, em là em trai của chị Thanh Hiền. Em ruột hay sao em? Dạ, em ruột ạ. Em ruột, sao bên đây Long bên kia không thấy ha? Tại vì bên kia thấy kìa. Đó, bên đây là đồng nghiệp nên chung tần số. Rồi, trước khi mà chị đến với con đường tình yêu này, em muốn nói gì với chị không? Cố lên cho chị, kiếm anh rể vậy chứ. Rồi, bạn kế bên giới thiệu nào. Dạ, em xin chào anh MC, em xin chào tất cả mọi người và hội đồng nhà trai ạ. Em tên là Bin, em là stylist của chị Thanh Hiền. Hèn chi, hai cái áo na ná nhau. Bên đây cũng tua rua, bên kia cũng tua rua xua. Trong công việc thì Hiền là một cô gái như thế nào hả Bi? Trong công việc thì chị Hiền đây là một cô gái rất là cầu toàn luôn ạ. Phải nói là rất là cầu toàn, rất là chú tâm vào công việc của mình. Phải nói là hoàn thành công việc một cách xuất sắc luôn. Dạ, hay quá. 4 chàng trai ở trong phòng chờ. Hy vọng các bạn cũng đã biết được một vài thông tin để có thể có những màn thể hiện thật tốt. Một tràng vỗ tay cổ vũ các chàng trai trong phòng chờ. Thưa quý vị, hội đồng người thân của nhà gái gồm có mẹ, em trai ruột và stylist của Thanh Hiền. Hy vọng ngày hôm nay tất cả mọi người cùng cố gắng để giúp cho Thanh Hiền tìm được bạn trai được không ạ? Dạ. Ngay bây giờ mời nhà gái vào vị trí để bắt đầu chương trình. Xin mời. Thưa quý vị, nhà gái đã vào vị trí rồi. Ngay lập tức chúng ta cùng làm quen với lần lượt từng nhà trai đến đây. Và xin mời gia đình vị trí số 1. Xin chào mọi người, mình là Ngọc Tuyền, Con trai của mình là Thiên Vũ và hai mẹ con mình đến từ Bình Thuận. Chào đón mẹ Tuyền đến với chương trình. Ngay lập tức cùng làm quen gia đình số 2, xin mời. Xin chào mọi người, mình tên là Thu Hương, con trai mình tên là Trường Huy, đến từ Vũng Tàu. Chào đón mẹ Hương đến với chương trình. Thưa quý vị, làm quen gia đình số 3, thưa quý vị, xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên Huỳnh Tuấn Anh, con trai tôi là Huỳnh Trấn Huy, chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón ba Tuấn Anh đến với chương trình. Ngay bây giờ đến với gia đình còn lại, thưa quý vị, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Vũ Thị Gắng, con trai của tôi là Mã Thành Ngôn, chúng tôi đến từ Bạc Liêu. Bạc Liêu. Phải nói một điều rằng là chương trình lấy làm vinh hạnh vì được sự có mặt của các cô chú ngồi ở đây. Tin rằng là với sự đồng hành của các cô chú cùng với con của mình, dù ở chặng đường nào đi chăng nữa cũng vô cùng ý nghĩa. Thưa quý vị, nhà trai nhà gái đã vào vị trí rồi. Vậy thì ngay bây giờ hãy lập tức đến với vòng đầu tiên vô cùng hấp dẫn của Thông gia song đấu, mang tên Con tôi là số 1. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Thưa quý vị, ngay bây giờ hãy đến với vị trí của mẹ Tuyền để xem mẹ Tuyền sẽ lựa chọn hành động dễ thương gì để diễn tả về con trai của mình. Mẹ Tuyền sẵn sàng chưa ạ? Dạ, cổ vũ cho mẹ Tuyền ạ. Rồi. Đó. Đó. Cảm ơn mẹ Tuyền. Quá là dễ đoán luôn. Em thấy tạo dáng giống em không? Dạ. Giống đúng không? Đẹp. Tạo dáng điêu luyện ha. Dạ. Chứng tỏ rằng mẹ phải thấy con trai mẹ đi catwalk nhiều lần rồi, cho nên mẹ mới diễn tả được như vậy. Mẹ đoán hành động vừa rồi diễn tả cái gì ạ? Theo tôi thấy thì hành động vừa rồi mẹ bạn trai á là em mẹ làm về sàn các quốc, đi trên sàn các quốc là làm biểu diễn thời trang á mà. Dạ, em biểu diễn thời trang, em biểu diễn thời trang người mẫu á. Dạ. Có coi chừng trùng nghề với con gái mẹ. Người mẫu á. Đúng không? Rồi. Là... Hai em đoán là gì? Dạ, theo em cái hành động vừa rồi của cô đó là anh bên đó là đạo diễn catwalk ạ. Đạo diễn catwalk ạ. Cũng có thể ha. Dạ. Biết tuyến đi và biết cách tạo dáng như vậy để hướng dẫn cho người mẫu. Đấy, đạo diễn catwalk là trên một bậc nữa đó. Còn em trai? Em nghĩ là bên model á. Bên model, chung dạ. Chịu bên người mẫu. Dạ không. Xính ngoại quá. Thiệt xính ngoại dễ sợ á. Đa phần mình đoán về người mẫu. Em đoán là gì? Dạ em cũng đoán là người mẫu. Người mẫu ha. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ để xem con trai của mẹ có phải là người mẫu hay không. Dạ, mẹ Tuyền ơi, hành động vừa rồi mẹ diễn tả cái gì về con mẹ và vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ bắt đầu. Dạ, mình nghĩ là mọi người cũng đoán phần nào đó đúng về nghề nghiệp của con trai mình. Yeah. Hiện giờ bạn là sinh viên năm tư của trường Đại học Văn Lang, ngành tài chính ngân hàng. Ngoài việc học nhưng mà bạn vẫn dành thời gian để theo đuổi đam mê của mình là nghề catwalk. Yeah. Bạn cũng làm người mẫu cho nhiều cái shop thời trang nổi tiếng. Ồ, chụp lúc bút á. Bạn có cân nặng là 65 kg. Dạ. Với chiều cao lý tưởng là 1m75. Dạ, tưởng vậy là ngon nha, được. Ưu điểm của bạn là bạn rất là chân tình. Bạn có năng khiếu về thể thao. Bạn đã từng đạt giải bóng đá trong trường đại học. Còn một năng khiếu nữa là về võ Vovinam. Hay quá. Là biết võ nữa. Bảo vệ người yêu của mình tuyệt vời. Hiện giờ là bạn, ngoài bạn việc học thì bạn vẫn đi làm để làm thêm, có thu nhập tương đối là ổn định để trang trải cuộc sống. Cho việc học của bạn là khoảng từ 5 triệu tới 10 triệu một tháng. Thì mình rất là tự tin để giới thiệu với bên gia đình nhà gái là hãy tự tin lựa chọn con trai của mình, vì bạn ấy sẽ là một bờ vai lý tưởng, một người rất là cho bạn gái sẽ tự hào vì mình có một người yêu rất là phong nhã, đẹp trai và nhiều cô gái khác phải ngước nhìn. Trời ơi, đã dữ vậy. Cho nên tôi tự tin giới thiệu mọi người con trai của tôi là số 1. Dạ. Con trai của mẹ học Văn Lang học năm cuối hay năm 3 ạ? Bạn học năm 4. 21 tuổi. Dạ, đấy, rất là thú vị. Cảm ơn thông tin mẹ vừa chia sẻ. Nhà gái thấy sao về thông tin mà mẹ Tuyền vừa giới thiệu về con trai của mẹ Tuyền ạ? Theo tôi thấy thì em trai này là có một cái nghề nghiệp là làm được ngân hàng. Dù đi học nhưng mà vẫn đi làm thêm để kiếm tiền. Ngoài cái thời gian đi làm, đi học ra thì những cái thời gian để mà lo cái sở thích của mình thì cũng hơi bị hạn chế, phải không? Đó. Thì ngoài ra nữa là nếu mà so về cái tuổi tác thì em này mới là một sinh viên, mới ra 21, 22 tuổi thì chưa ra trường, thì do đó thì công việc nó chưa có ổn định. Nhưng mà mẹ ơi, có một điều này tích cực là tại vì em cũng hoạt động người mẫu á, thì trước mắt là mình thấy là trùng khớp với dễ có những cái điều để chia sẻ với con gái của mẹ. Cũng ổn mà mẹ. Theo tôi thấy có những cái công việc làm thêm, trang trải thêm cái việc học của mình, dạ, cũng như là giúp đỡ cho gia đình, thì đó là một cái yếu tố cũng là rất là đáng khen ngợi. Dạ. Đó. Cảm ơn mẹ. Rồi, hai chàng trai nào. Dạ, đối với em thì không biết nói sao nữa, tại vì bạn còn là một sinh viên đúng không ạ? Tham gia là cái nghề là nghề kết quốc. Thì theo em biết là nghề kết quốc này không có kiếm được quá nhiều tiền. Như mẹ của bạn nói là kiếm được 5 tới 10 triệu thì theo em nghĩ hơi thực tế một chút xíu là 5 đến 10 triệu. Không có lo gì được hết. Em ơi, đang ngồi trên ghế nhà trường mà, còn đi học mà, người ta rảnh cái giờ rảnh người ta đi làm thêm kiếm được 5-10 triệu là hay rồi. Em thấy mẹ em với đồng nghiệp của chị em yêu cầu cao. Chứ em sao em yêu cầu sao nói nghe nè. Với em thì em thấy công việc của anh đó với lại chị em á thì nó có cái sự liên kết, nó dễ san sẻ nhau, dễ thấu hiểu nhau, với lại có thể cùng nhau phát triển được. Đúng. Tại sao mình không cho người khác một cơ hội cũng như là cho mình một cơ hội nhỉ? Chính xác. Em thấy sao? Dạ, hiện tại thì em thấy bạn cũng còn khá trẻ, bạn cũng có nhiều cơ hội ở phía trước, nên là không nói đến việc là tương lai nghề nghiệp của bạn như thế nào, nhưng mà em quan trọng về tính cách chăm sóc cho người phụ nữ của mình sẽ như thế nào. Con không cần phải lo về việc tài chính, tại vì cô cũng còn hơi giấu một xíu là gia đình mình làm kinh doanh về xây dựng, có công ty về xây dựng và có được 2 căn nhà ở Phan Thiết, cho nên là con khỏi phải lo. Dạ. Còn về tính tình thì bạn nó rất là nhiệt tình, chu đáo và nghề nghiệp thì giống với nghề của con rồi, cho nên là cô thấy là con tự tin lựa chọn bạn. Bạn đó còn trẻ hơn với tuổi của con, nhưng mà cô nghĩ là biết đâu duyên số hai đứa hợp, tâm đầu ý hợp thì mình không phân biệt tuổi tác. Đúng. Quan trọng là hai bạn dung hòa hợp với nhau thì mình sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Đúng vậy. Xin lỗi chị, là hồi nãy chị có nói là mình có 2 căn nhà ở Bình Thuận, hiện tại chị có mấy người con? Dạ, chị có một bạn Vũ là con trai duy nhất. Dạ. Vậy là ok rồi phải không? Ok rồi. Vậy là mình khỏi lo. Vậy là phải lo về kinh tế. Dạ, cảm ơn mẹ. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên chúng ta gặp ngay một nhà trai, một cậu con trai nhỏ tuổi hơn nữ chính là Thanh Hiền. Bây giờ chúng ta cùng đến ngay với vị trí của mẹ Hương. Và mẹ Hương sẵn sàng chưa? Mời mẹ Hương bắt đầu. Dạ. Dạ. Lần nữa à, lần nữa. Dạ. Mẹ ơi, nhà gái mình đoán sao với hành động vừa rồi ạ? Hồi nãy giờ thấy cái hành động của mẹ Hương á là làm giống như là em này là một vận động viên chuyên về kéo co. Đúng. Rồi cũng như là có một thân hình lực lưỡng. Đúng rồi. Lực lưỡng. Dạ, lực lưỡng mẹ ha. Chắc rồi. Nào đoán nào, em ta đi. Em nghĩ chắc cũng là vận động viên kéo co ạ. Vận động viên kéo co. Vâng ạ. Dạ. Em trai? Em nghĩ là chắc PT Gym á. PT Gym cũng có thể. Dạ, em đoán thì sao? Lúc ban đầu thì em cũng hơi bối rối, nhưng mà nghe mọi người đoán xong thì em... Em giữ quan điểm đi, em đừng có bối rối. Em rối hơn. Vậy hả? Mình phải giữ quan điểm, giữ lập trường của mình. Cũng là kéo co. Kéo co. Dạ. Dạ mẹ Hương ơi, Nãy giờ có ai đoán trúng hay không ạ? Và với mẹ, vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ bắt đầu. Chào mọi người, con của mình có cơ thể lực lượng vững chắc. Dạ. Cao tới 1m84, nặng 84kg. Hiện tại là con tôi học trường Đại học Kinh tế Tài chính, chuyên ngành luật kinh tế. Dạ. Cái hành động hồi nãy tôi thể hiện đó chỉ là sở thích của con tôi, tại vì con tôi có cơ thể rất là vững chắc. Dạ. Là con tôi đã thi ở trường đại học là giải nhất kéo con. Con tôi chỉ là năm thứ hai trường đại học thôi. Dạ. Dạ. Tính cách của em như thế nào? Dạ, tính cách của em thì rất hòa đồng hoạt bát. Dạ. Giao tiếp mọi người vui vẻ. Dễ thương quá. Dạ. Dạ. Hiện tại thì con tôi thì cũng có thể đi làm thêm như là chụp hình cho các diễn viên này kia hoặc là photographer. Dạ, đúng rồi. Các sự kiện này nọ. Giỏi nên quá. Con tôi có thể đi kiếm thêm, có thể cũng kiếm tiền được trang trải trong cuộc sống. Quá giỏi. Dạ, nên ưu tiên cho con tôi là số 1. Ưu tiên cho con số 1. Dễ thương quá. Cảm ơn mẹ Hương rất nhiều. Dạ, mời gia đình của mình đánh giá sao về chàng trai này thưa mẹ Thuận? Nói về cái tuổi tác á, thì em bên này là nhỏ tuổi hơn, thì tôi thấy nó càng lo hơn. Đó, thành thử ra cái vấn đề này cũng là một vấn đề mà mình cũng nên quan tâm tới. Dạ. Xã hội bây giờ là có thể là tuổi tác không quan trọng, là quan trọng quan điểm của hai người có thể sống được lại với nhau hay không. Vậy thôi. Với lại giờ cháu nó cũng đang là đi học, dạ, chưa có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Thì tương lai thì sẽ trả lời. Dạ. Thì hiện tại thì bé có thể đi chụp hình, có thể là hợp tác chung với lại bạn mở studio, có thể kiếm thêm thu nhập. Nên đàn gái có thể yên tâm. Wow. Nghĩa là em có mở studio cùng với bạn nữa hả? Dạ, dạ đúng rồi. Cái đó là em chỉ đi kiếm thêm thôi, nhưng mà gia đình thì rất là khá giả. Dạ. Tại vì bố nó thì có thể là kinh doanh bất động sản, còn mẹ thì có thể là ở nhà lo việc kế toán này rồi, nên không cần phải là lo về kinh tế đã gì cả. Mẹ có mấy người con ạ? Dạ, bé trai đó là duy nhất là. Trời ơi. Mình không có thể nào khoe được, nhưng mà sổ hồng thì đầy. Ôi quý vị thấy không? Tới mức này rồi thì không ai muốn nhường nhịn ai hết trơn. Trời, sổ hồng thì đầy phải không? Dạ, kinh doanh bất động sản mà. Dạ, thú vị chưa? Còn em thấy sao stylist? Em thấy thì cái vấn đề tuổi tác thì thật sự là không quan trọng. Nhưng mà về cái vấn đề tính cách thì nó lại khác. Tại vì chị em đây là một người rất là cầu toàn, nhưng mà bạn bên kia là quá nhỏ tuổi, cho nên là cái tính cách nó còn hơi trẻ con. Thì một người cầu toàn với một người trẻ con thì em nghĩ là không thể nào mà hợp được. Nghĩa là cái người nhỏ tuổi là bắt buộc không được cầu toàn. Không, em nghĩ là nhỏ tuổi thì nó sẽ hơi quậy một chút xíu. Em mấy tuổi? Em 19 ạ. Vậy hả? Em còn quậy không? Dạ em rất quậy. À vậy hả? Nhìn cái tóc tai là biết rồi. Thì không phải ai 19 tuổi cũng quậy như em. Cụ thể là em trai của Thanh Hiền đây, nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em 21. 21 rồi hả? Dạ. Em còn quậy không? Dạ em cũng còn sương sương. Vậy hả? Nhìn em anh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Rồi em nhận xét sao về cậu con trai của mẹ Hương nào? Em nghĩ là nhiều khi nhỏ tuổi cũng không có phải gọi là quá trẻ con đâu. Đúng rồi. Nhiều khi người ta đã chín chắn sớm hơn thì sao? Tại vì người ta cũng mở studio rồi mà. Đúng. Với lại là em phái mấy cuốn sổ hồng rồi đó. Vậy thì em thấy sao? Dạ thì em cũng thích có một người đi chụp hình cho mình. Dạ. Còn về tuổi tác thì nói chung là lúc trước gu của em là lớn tuổi hơn em. Nhưng mà hiện tại thì em thấy nhiều bạn trẻ rất là khá giỏi. Và bạn có tư duy là bạn học luật kinh tế và bạn có kinh doanh nên là rất là tốt. Chúc mừng mẹ Hương đã giới thiệu về con trai của mình thành công. Nghi quá. Hai mẹ làm quá dữ dội, không biết ba Tuấn Anh có cái gì để mà khoe đây. Dạ, mời ba Tuấn Anh, hành động dễ thương bắt đầu. Dạ. Ồ. Cảm ơn ba. Nào, nhà gái cùng đoán nào. Theo tôi thấy á, là cháu này đa là một người mẫu ảnh. Người mẫu ảnh. Vâng, và là làm nhân viên văn phòng đánh máy vi tính á. À, thấy cái tay bấm gì. Và cũng có thể là đánh đàn piano. Đúng rồi. Cho nên là mình không có thấy như thế nào là nó rõ ràng cả. Dạ, cái đàn piano. Đàn piano. Piano hả? Piano à. Mẹ em nghĩ là chắc anh này ảnh người mẫu kết quớt, kiểu sở thích là đánh đàn hoặc là giáo viên cũng có thể. Còn em nhìn thấy là rất là nghệ sĩ. Em nghĩ là nghệ sĩ đánh đàn piano. Nghệ sĩ đánh đàn piano rất có thể, đúng không? Rồi. Dạ thưa ba Tuấn Anh, nãy giờ mọi người đoán thì có ai đoán trúng không và vì sao với ba con ba là số 1? Mời ba bắt đầu. Vâng, xin chào tất cả nhà gái và tất cả mọi người. Và đúng thật, chỉ có một người có thể hiểu con trai của tôi, chính là bạn. Con trai tôi là một nghệ sĩ piano. Đó là niềm tự hào của gia đình tôi. Chú rất là cảm ơn con đã đoán đúng. Con trai của chú năm nay 27 tuổi. Rất là... Và bạn cao 1m80. Bạn ấy có thể soạn nhạc và đánh rất là nhiều bản nhạc rất là hay. Giỏi quá. Vâng. Sẽ không giống như hai con trai của hai mẹ. Con trai của chú khác biệt lắm. Con trai của chú đã phải ra khỏi nhà để tự mình lo cho cuộc sống của bạn ấy. Không học đại học, nhưng bạn đã có 7 năm sống ở ngoài trường đời. Bạn đã tự mình lo cho cuộc sống của mình. Mặc dù gia đình chú thừa khả năng, gia đình chú cũng không kém gì hai mẹ kia, nhưng bạn ấy muốn tự lập, bạn ấy có trách nhiệm với công việc của mình. Và hiện nay bạn ấy là diễn viên tự do, người mẫu và là người đánh piano. Tự lo được cho bản thân mình là 15 triệu một tháng. Đó là một khoản nó không cao cũng không thấp, nhưng chú rất là tự hào. Con trai của chú là một người rất là nội tâm. Trong cuộc sống gặp những cái vấn đề gì khó khăn thì bạn ấy thể hiện bằng qua những cái tiếng nhạc. Nhưng rất mạnh mẽ nha, không phải rằng là yếu đuối đâu con ạ. Với gia đình chú, Huy luôn luôn là số 1. Mời chị gái, nhận xét thế nào với con của bố ạ? Xin hỏi là trong gia đình anh là có mấy người con? Thưa chị, trong gia đình cháu Huy là con cả, ở dưới cháu có một em trai. Gia đình tôi thì cũng là chỉ là kinh doanh rất là nhỏ thôi. Các cái về cái đồ tạp hóa cuộc hàng ngày, nhưng cũng thể lo được cho cuộc sống của các cháu. Nhưng bản thân Huy thì muốn ra tự lập và cháu đã tự lo cuộc sống của mình đến nay khoảng tầm 7 năm rồi. Vâng. Tôi là một người rất thích những cái chàng trai mà có tính tự lập như vậy. Tại vì tính bản thân mình thấy mình có ích mà mình làm được thì điều đó rất là đáng trân trọng. Còn gia đình có điều kiện mà mình không có dựa dẫm vào để từ đó mà mình vươn lên thì cái đó là một cái điều cũng rất là hay. Theo tôi thấy thì em này cũng rất là ok. Dạ, cảm ơn mẹ. Hai em thấy sao? Dạ, 27 tuổi mà mức thu nhập chỉ có 10 đến 15 triệu thì con thấy cái mức thu nhập này khá là thấp. Cái mức thu nhập này nếu mà quen chị của con đây thì con thấy là không có lo được gì cho chị con hết. Tại vì không có cái định nghĩa một túp liều tranh hai quả tim vàng trong cái thời nay nữa chú. Dạ. Rồi chú rất là cảm ơn con. Nhưng mà con hãy xem lại hai bạn vừa rồi trước con của chú. Hai bạn đó một tháng cũng chỉ có 5 triệu thôi mà. Đây con của chú đã tự lập được 15 triệu. Và tuổi 27 vẫn đang là một tuổi đang rất là nảy nở, có nhiều khả năng phát triển. Các cụ vẫn nói tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi là cái tầm tuổi để mà phát triển lên nữa mà cháu. Theo con nghĩ cái tuổi 27 là cái tuổi là đang là độ tuổi thành công rồi, chứ không phải là cái độ tuổi mà tập tành mà chuẩn bị thành công đâu ạ. Tất cả mới là chị bắt đầu, chưa nói gì hết con ạ. Cho anh hỏi em nha, em có thể tiết lộ con số trung bình của em hiện tại vào khoảng bao nhiêu để mẹ của mình dễ đối chiếu không? Hiện tại thì cái thu nhập của em đang hơn Thấy chưa? Là tại vì anh nhìn cái sắc vóc của em và cái độ tuổi của em thì rõ ràng lại là người mẫu nữ nữa, thì cái thu nhập sẽ cao hơn con số mà con trai của ba Tuấn Anh đang làm là cái chắc, không phải bàn nữa. Hỏi như vậy để thấy được rằng là vì sao cái nỗi lo của những người làm cùng ngành nghề, đặc biệt là em stylist này em hiểu, là tại vì cái mức thu nhập như vậy thì ít hơn người con gái đang bằng tuổi thì đó cũng là một vấn đề chứ. Quý vị ơi, tôi nói mức thu nhập 15 triệu là mức thu nhập. Nó chưa có gì đáng kể là so với cô gái này thôi nha. Chứ thật ra bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều người không có thu nhập tới 15 triệu một tháng. Nói thiệt. Tại vì lương căn bản bây giờ nâng cao lắm, giờ mới 7 triệu mấy 8 triệu thôi. Cho nên tới 15 triệu là cũng khá đấy. Chỉ là khá trong mức tự mình sống một mình. Còn nếu mà có thêm người yêu á là phải ráng cố gắng hả bà ha. Hy vọng là con trai của ba ngồi trong phòng chờ cũng quyết tâm hơn để mà có thể cải thiện cái con số này, để hạnh phúc nó không gì trơn trọi á. Vâng, đó là cậu con trai của ba Tuấn Anh, vỗ tay. Dạ mẹ Gắn ơi, để về chờ cũng lâu rồi phải không ạ? Đúng rồi. Mẹ Gắn xuất chiêu được chưa? Được rồi. Dạ, tấn công liền mẹ Gắn. Theo tôi thấy cái hành động của mẹ Gắn á, em đó với một cái ảo thuật gia. Dạ, ảo thuật gia. Có thể hai em đoán sao? Cái lúc đầu là em đoán là thầy giáo mầm non. Nhưng mà sau một hồi em suy nghĩ lại thì em đoán là trọng tài. Tại vì trọng tài môn gì? Bóng đá. À, trọng tài cũng vỗ tay nữa hả? Có. À, hay quá. Em coi môn bóng đá nam nữ hả? Em không biết. Không biết môn bóng đá nào luôn. Dạ, em đoán này. Em thấy giống như là huấn luyện thú cưng ấy, để mà diễn cái xong rồi cười. À, huấn luyện thú cưng. Rất có khả năng. Dạ, mẹ Gắn ơi, hành động vừa rồi của mẹ có ai đoán trúng hay không? Và vì sao con mẹ là số 1? Xin mời. Không ai đoán trúng ạ. Không ai đoán trúng ạ. Tôi xin giới thiệu con trai của tôi thì cao 1m75, nặng 65kg. Cháu sanh năm 1999. Dạ. Nghề nghiệp của cháu thì cháu là kỹ sư ô tô. Trời ơi. Học ở trường đại học sư phạm kỹ thuật. Dạ. Cháu đang tổ chức sự kiện cho một công ty thể thao. Ồ, giỏi quá. Ngoài ra cháu còn làm thêm là thiết kế đồ họa và làm MC. Trời ơi. Lương của em thì một tháng được 15 triệu. Dạ. Nhưng ngoài cái công việc đó, đôi khi được nghỉ ngơi đấy. Em có về quê bởi vì quê của tôi ở Bạc Liêu mà. Em về em giúp ba mẹ trồng lúa. À, cái hành động cuối cùng là hành động trồng lúa. Dạ, trồng lúa. Dạ. Đó, thực ra nói ra thì không phải là khoe, nhưng mà cái là có thiệt. Gia đình nhà tôi là có 35 công đất. Dạ, hú. Có nghĩa là 35.000 m² đất. Dạ. Trời ơi, cò bay mà sủi cánh luôn á. Cháu cũng lên thành phố học được 7 năm rồi, cho nên là cháu cũng tự lập. Mà nhà thì chỉ có một mình bạn là con trai thôi. Đó là cũng có 2 chị gái. Dạ. Nhà có 3 chị em. Con yên tâm, con mà có lấy con trai mẹ thì không bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền. Sao mà lo được? 35.000 m² đất trồng lúa là ăn quanh năm. Không thể nào mà lo cơm áo gạo tiền được. Không cần lo phải không mẹ? Còn ba mẹ thì ba là công chức về hưu. Dạ. Nhưng mà mẹ thì là chủ tịch hội phụ nữ của xã. Trời ơi. Cho nên con yên tâm, mẹ là chủ tịch phụ nữ mà, cho nên là cái gì liên quan phụ nữ là con khỏi lo. Dạ. Với mẹ thì con trai mẹ là số 1. Tuyệt vời. Không phải bàn, đây chính xác là thiếu gia giả danh lên thành phố. Nhà gái thấy sao về gia đình của mẹ Gắn ạ? Theo tôi thấy thì vấn đề đất đai ở đây là một cái yếu tố nhỏ thôi. Còn họ nói về cháu trai là phải có cái sự nghiệp. Cháu học kỹ sư ô tô ra mà cháu có mở cái hãng ô tô để là làm hay không? Được kinh tế tự bản thân em đó đã làm ra được tiền để mà lo cho bản thân mình hay không? Còn gia đình có thì vẫn là một cái cơ sở thôi, để đó em sẽ dựa về sau này. Nếu mà có người yêu mà sau này kết thành vợ chồng thì phải có một cái điều kiện tại thành phố để mà lo cho cháu nó hai vợ chồng có một sống ổn định. Bên này con gái của tôi nó làm về cái nghề giống như là hay đi diễn viên, người mẫu gì đó, rồi theo như là showbiz á. Thì em này về kỹ sư ô tô xây dựng, thì cái cuộc sống phải hòa hợp như thế nào? Chứ một bên thì là showbiz, một bên là lo về vấn đề ruộng vườn, về quê để giúp gia đình làm nông. Đó, thì cái công việc ổn định chính là làm cái gì, đó, làm ra bao nhiêu tiền để mà hỗ trợ cho vợ con, cho người yêu mình. Cháu thì cháu làm ở trong một cái hãng ô tô, nhưng mà ngoài ra cháu còn làm thêm. Cháu là tổ chức sự kiện á, có nghĩa là cái nghề thêm của cháu là tổ chức sự kiện cho một cái công ty thể thao. Có nghĩa là cháu làm thêm 3 thứ. Một là tổ chức sự kiện, hai là cháu có thiết kế thêm đồ họa và làm MC. Còn những cái lúc mà về quê chơi ấy thì cháu phụ giúp ba mẹ bằng những động tác đó. Bởi vì ngày xưa cháu còn nhỏ là cháu làm những cái đó. Ở đây là nhà gái còn lăn tăn một điều nữa mẹ Gắn, đó chính là sợ bên đây là showbiz hào nhoáng bên ngoài, hát đồ đạc quần áo lụa là, con trai của mẹ lại làm kỹ thuật rồi trồng lúa. Thì bên mẹ Thuận sợ là nó không có hợp nhau về cái thẩm mỹ rồi về cái ánh nhìn nữa à? Không, bởi vì cháu là có tham gia cái sự kiện mà. Cháu có đi tham gia sự kiện mà. Làm MC nữa. Đó, đúng rồi, con làm MC nữa. Bởi vì cháu làm những cái ngành nghề mà phù hợp với bạn gái kia rất là nhiều. Còn những cái mảng kia chỉ là phụ thôi, về nhà chỉ là phụ thôi. Vậy thì bây giờ em trai stylist hai em thấy sao? Em thấy là anh này rất là đa tài. Đa tài là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có hiếu, vẫn biết về quê thăm ba thăm mẹ. Nhưng ở đây em thấy là 35.000 mét vuông đất thì có nghĩa là bà chị em phải lội hơi mệt. Em nghĩ là bà cấy lúa cũng mệt. Thực ra bây giờ là ở quê đấy, làm ruộng đâu có cứ bởi vì mình ra đồng đâu. Mình vẫn có thể thuê người được mà. Như vậy thì con có thể yên tâm hơn. Dạ. Em nghĩ sao về việc về nhà chồng làm ruộng nhẹ nhẹ chứ vui? Dạ, nếu mà để về thăm về chơi á, thì thoải mái. Nhưng mà nếu mà để mà rời bỏ công việc để mà về để làm ruộng thì em nghĩ là em chưa sẵn sàng. Dạ. Dạ cô ơi, cho con hỏi là con của cô á có định hướng là sẽ là ở thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Có chứ. Nói chung là con thích ở đâu là ba mẹ sẵn sàng. Quá nên con cứ yên tâm. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, thông tin nhà trai giới thiệu nãy giờ nhà trai nào cũng có điểm cộng hết trơn hết trọi á. Và quan trọng là độ tuổi rải đều, bằng tuổi có, nhỏ tuổi hơn cũng có. Để cho em dễ dàng lựa chọn ngày hôm nay. Để xem nhà gái khi cân đo đong đếm phải dừng cuộc chơi với một gia đình thì gia đình nào bị dừng cuộc chơi đầu tiên. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Để xem mẹ Thuận sẽ đưa ra quyết định đầu tiên như thế nào. Mời mẹ Thuận đứng dậy ạ. Trước hết thì cũng xin cảm ơn các mẹ với ba, các cháu đã đến đây để mà chọn con dâu. Nhưng mà vì cái cuộc chơi thì có một gia đình bị loại, thành thử ra gia đình mà tôi muốn dừng cuộc chơi là tôi xin dừng cuộc chơi của gia đình mẹ Hương. Mẹ Hương. Lý do vì sao thưa mẹ? Thật sự ra tôi cũng rất tiếc. Tại vì các chàng trai thì hiện tại cũng chưa gặp mặt. Mà bây giờ phải cho cái sự chọn lựa thì tôi phải chọn lựa những cái lời thuyết minh của các bà mẹ với là bà ba đây, thì thấy là mẹ mình cũng có đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm của những cái yếu tố mà mặt mạnh của con mình. Nhưng mà do với cái lứa tuổi thì cháu nó cũng còn nhỏ, với lại cái kinh tế cũng không có ổn định. Có người yêu mà không có những cái vấn đề về kinh tế ổn định thì làm sao mà có thể lo cho người yêu mình được. Do đó là tôi xin dừng cuộc chơi cho nhà số 2. Cho tôi có ý kiến là như thế này. Mặc dù là cháu nó trẻ tuổi nhưng mà cháu nó hiện tại là đang học là chuyên ngành về luật kinh tế. Nên á, chị đừng có nghĩ như thế. Tương lai không có nói trước được cái gì. Nhưng mà cháu thì có sức khỏe cường tráng, có thể là bảo vệ con gái của chị được. Nếu mà lo cho mình thì được, nhưng mà lo theo một người nữa thì nó lại khác. Không thành vấn đề, cái đó là không thành vấn đề. Tương lai nó sẽ trả lời. Dạ, rõ ràng nãy giờ thì mình vẫn đang nói về việc các chàng trai trẻ tuổi thì nhà gái đang sợ rằng là chưa có đủ trưởng thành, chưa có đủ vững chãi, phải không ạ? Vâng. Cho nên mình sợ điều đó. Chứ thật ra về tiềm lực kinh tế thì một đống sổ hồng đó thì mình chắc chắn là mình không lo rồi. Mình chỉ lo ở đây là quan trọng là sợ con trai này trẻ tuổi quá, rồi còn bồng bột, còn nông nổi, không có được trưởng thành cứng cáp như con gái mình, phải không mẹ? Vâng. Dạ, đó là nỗi lo của người là mẹ, mẹ Hương. Cho nên Hiếu hiểu là mẹ Hương cũng rất tự hào về con trai của mẹ. Nhưng mẹ Hương yên tâm đi, liệu rằng khi con trai của mẹ Hương xuất hiện tại đây, nếu em sở hữu một diện mạo trưởng thành, ăn nói chín chắn, thì coi chừng nhà gái sẽ thay đổi quyết định. Cho nên mẹ Hương cứ từ từ để con trai mẹ ra đây rồi mình nói chuyện tiếp nha. Dạ, mẹ sẵn sàng không mẹ Thuận? Dạ. Vậy thì thưa quý vị, hãy cùng gặp gỡ ngay cậu con trai của mẹ Hương. Xin mời. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu lại một lần nữa về tên, tuổi, sở thích, công việc của mình, hay mình làm thêm cái gì đó. Nếu mà mẹ Hương giới thiệu chưa đầy đủ á, thì mình bổ sung thêm để nhà gái nắm rõ hơn thông tin về mình. Mời em. Xin chào MC Phương Hiếu, xin chào nhà gái, xin chào mẹ và chào các bác. Và Thanh Hiền, ngoài công việc học của con ra thì con còn đang và làm thêm là photographer. Thường là con chuyên về mạng gọi là sự kiện và đi theo các nghệ sĩ, diễn viên để chụp hình cho họ ở các buổi sự kiện. Còn studio gì đó là của em hay là của bạn? Con partner với cái studio đó để đồng hành và phát triển cái studio. Nghĩa là giờ đây là có cái studio cùng với bạn để vận hành nó, về làm photographer thêm. Người ta đang lo về vấn đề tài chính của em, sợ rằng cái thu nhập em không cao để lo được cho bạn gái của em, trong khi bạn gái em là 27 tuổi rồi. Thì em giải quyết sao vấn đề này? Thì vấn đề về tài chính thì hiện tại là em mới 20 tuổi và con đường và mục đích của em rất là rõ ràng. Cái việc mà em học luật cũng là do em tính. Hiện tại là nhà em đang là có công ty bất động sản, em học ra để em có thể làm cho trước mắt. Đầu tiên là em làm cho gia đình em. Từ đó em lấy kinh nghiệm và em lấy kỹ năng, em làm cho ra ngoài để em làm cho rất nhiều công ty. Còn em thấy sao em trai? Em thấy là nhiều khi anh rể mình nhỏ tuổi hơn mình thì nó cũng kỳ. Em 21 đúng không? Đúng rồi. Anh rể mà 20 tuổi mà nhỏ tuổi hơn mình mà về đi nhậu rồi kêu mình bằng em cũng thốt thì nó cũng kỳ. Nó cũng kỳ. Thì ra đó là lý do tôi biết. Dạ mẹ ơi, mẹ thấy sao khi em chia sẻ như vậy ạ? Thật sự ra thì dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi mà biết cách chăm sóc, yêu thương bạn gái mình, rồi cũng quan tâm tới mọi người xung quanh nữa, thì cũng là một cái điều mà mình cũng mong muốn. Nhưng mà luật chơi thì phải có một người ra về. Thành thử ra thì cũng mong rằng mẹ của bạn với lại bạn thì cũng không nên buồn. Tại vì đây là một cái sân chơi mà. Nếu mà không tìm được cái người yêu ở sân này thì chúng ta có thể tìm người yêu ở sân khác. Cảm ơn con. Thì đây em thấy sao với chàng trai này? Dạ, lúc đầu khi mà nghe mẹ của bạn chia sẻ về bạn á, thì em cũng có phân vân là về cái độ tuổi của bạn. Nhưng mà khi mà bạn bước ra đây thì cái giao diện của bạn em thấy rất là trưởng thành. Với lại cách ăn nói của bạn nãy giờ em cũng thấy là bạn có một cái tư duy là của người trưởng thành. Nên là em cũng đang có suy nghĩ là dự định là có thể là giữ lại bạn được không. Nhưng mà mẹ ơi, thì nãy giờ con có một cái cảm nhận, thì con không biết là mẹ có cảm nhận giống con hay không. Con thấy chị khoái khoái rồi đó. Trong cái cuộc sống á, cái vấn đề khoái là chỉ là một phần nhỏ thôi, còn mình thực tế thì mới là mình quan trọng. Thì do đó thì cũng mong rằng con thông cảm chứ cô không có chấp nhận. Dạ, mẹ không đổi ý. Vâng, dạ vậy. Vậy thì chấp nhận thôi chứ sao giờ. Hiền có muốn nói gì với bạn không? Hiền cảm ơn bạn đã đến với chương trình và hy vọng là cuộc sống sau này của bạn sẽ phát triển hơn nữa, tương lai của bạn còn dài. Nếu mà mình không có cơ duyên ở đây thì có thể là làm bạn hay là như thế nào cũng được. Hiền rất là cảm ơn. Dạ mẹ ơi, mời mẹ ra đây nha. Dạ, đầu tiên là phải cảm ơn mẹ đã từ Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh để cùng ghi hình với em. Và Hiếu tin tưởng rằng là với cái ngành học của em và với công việc em đang phát triển thì chẳng những là em có cái đam mê liên quan đến nghệ thuật, mà em còn có một cái đam mê đó chính là tiếp quản công việc của gia đình để giúp cho ba mẹ ngày càng có thể phát triển thịnh vượng. Thì đó là một điều hết sức tuyệt vời. Chúc cho mẹ và em luôn luôn nhiều sức khỏe và quan trọng là sớm mang về cho mẹ một nàng dâu ưng ý. Dạ, cảm ơn mẹ và em đến với chương trình. Thưa quý vị, như vậy nhà gái đang mong muốn tương xứng hơn về mặt trải nghiệm, về mặt tuổi đời. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta không mời ngay ba gia đình còn lại đến với vòng tiếp theo mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 1 phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng, hãy xem con trai của mẹ Tuyền là cậu con trai như thế nào. Cùng chào đón Thiên Vũ. Chào em. Rồi, giới thiệu về mình một lần nữa để cho mọi người cùng biết trước khi mình tham gia thử thách nha. Dạ, em xin chào anh Phương Hiếu ạ. Dạ, xin chào mọi người đã đến với chương trình Thông gia song đấu ạ. Trước hết cho con xin chào gia đình nữ trước ạ. Và chào cô chú ạ. Con tên là Võ Đỗ Thiên Vũ. Con năm nay 22 tuổi và đến từ thành phố Phan Thiết ạ. Công việc của em hiện tại là em đang làm một người mẫu và một tiktoker. Wow, người mẫu là một người có ảnh hưởng đến mạng xã hội hả? Nhiều follower chưa? Dạ, của em được 50.000 người theo dõi. Vậy hả? Dạ. Con số ít. Nhiều clip lên xu hướng không? Dạ, chỉ vỏn vẹn được 10 clip 1 triệu view thôi. Ít xịu vậy đó hả? Dạ, ít. 10 clip 1 triệu view thôi? Dạ. Dồ. Mình chuyên làm về mảng nào ở trên đó? Em chuyên về mảng thời trang, hướng cho mọi người đến thời trang nhiều hơn. Nghĩa là em cũng có một cái kinh nghiệm về thời trang, phải không? Dạ. Wow, nếu như vậy, nếu mà em có người yêu là một cô người mẫu thì cô ấy sẽ không cần vướng stylist nữa. Dạ phải. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi anh. Đúng không? Phải không? Đúng không? Đúng không? Ôi, tôi đã thấy một cái mùi thất nghiệp ở đây. Nếu như mà người ta đến với nhau thì phải có một ai kia thất nghiệp nhé. Thật tuyệt vời. Bây giờ mình sẵn sàng tham gia thử thách luôn nha. Dạ vâng ạ. Qua mời Thanh Hiền qua đây cho anh Hiếu. Dạ. Đó, trời ơi. Em có 1 phút để nói lời nói chân thành, nói gì cũng được. Sau đó là 30 giây thể hiện một hành động mà không được nói ha. 1 phút, bắt đầu. Xin chào bạn, mình có thể mượn tay bạn được không? Ok. Ồ, bạn có thể đặt tay lên tim mình. Bạn thấy nó có đập nhanh không? Có. Tại sao? Tại vì lần đầu tiên mình gặp bạn mình hơi bối rối á. Bạn có biết tại sao tim mình lại đập nhanh không? Tại sao vậy? Mình không biết, mình cảm nhận là nó đang đập nhanh thật. Tại vì lần đầu tiên mình gặp bạn á, mình bối rối trước cái vẻ đẹp của bạn á. Mình bối rối trước cái vẻ đẹp của bạn á. Cảm ơn bạn. Mình không biết mình có thể nói những lời gì với bạn, có thể tâm sự gì được với bạn, nhưng mà mình không hứa trước là mình sẽ lo cho bạn một cuộc sống trọn vẹn, một gia đình thật là hạnh phúc. Nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ làm hết sức mình và làm trọn trái tim của mình. Mình xin cảm ơn. Chúc mừng Vũ với 1 phút đầu tiên. Bây giờ là 30 giây tiếp theo mình không nói ha. Mình chỉ hành động thôi. Chọn hành động nào cũng được. 30 giây bắt đầu. Nào, thể hiện như nào. Nào. Ôi trời ơi. Ừ. À, biết võ. Yeah. Ổn đấy. Dạ, yeah. Rồi. Thật ra mà nói á, những con người làm về thời trang đứng gần nhau thì nó đẹp. Và hai bạn đúng là đều hoạt động trong thời trang cả, cho nên là tôi cảm thấy có những cái điểm trùng khớp với nhau. Vậy thì mẹ ơi, dạ con trai của mẹ thực hiện xong rồi. Bây giờ mẹ Tuyền có thêm 1 phút để chinh phục gia đình nhà gái. Mời mẹ Tuyền bắt đầu. À, xin chào quý vị khán giả. Thì quý vị thấy đó, con trai mình rất là hào hoa, phong nhã, đẹp trai nữa. Mình rất là tự tin được làm mẹ của một bạn trai đẹp như thế. Cho nên là cơ hội này mình nghĩ bạn Thanh Hiền nên hãy tạo cho mình một cơ hội để về làm con dâu của cô. Và cô nghĩ rằng là bạn Vũ sẽ làm một bờ vai vững chắc để cho con nương tựa ạ. Xin chúc mừng mẹ cũng như là chúc mừng em Thiên Vũ. Chúc cho em may mắn có mặt ở vòng trong nha. Em vào trong chờ kết quả nào. Cảm ơn em. Thưa quý vị, tạm chia tay với con trai của mẹ Tuyền. Chúng ta cùng đến ngay với sự xuất hiện của con trai bà Tuấn Anh để xem Trấn Huy là chàng trai như thế nào. Cùng chào đón Trấn Huy. Chào Huy. Nào em giới thiệu lại một lần nữa để mọi người nắm thông tin để dễ dàng đối chiếu hơn nào. Dạ, đầu tiên là em xin gửi lời chào đến anh MC Phương Hiếu và gia đình họ nhà gái và các cô chú ngồi ở đây, đặc biệt là ba của con. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Trấn Huy và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Yeah. Công việc của em sao rồi, giới thiệu lại lần nữa cho nhà gái cùng nắm xem. Dạ, hiện tại thì công việc của con là diễn viên tự do và là nghệ sĩ piano ạ. Rồi, bây giờ bình tĩnh, tự tin hơn chưa? Dạ, em tự tin ạ. Rồi, qua mời Thanh Hiền qua đây cho anh. Thôi ạ. À. Thôi ạ, à, em nghĩ là Hiền cũng không cần nghe những cái lời của bạn này nói đâu ạ. À. Tại vì theo em thấy thì mới bước ra thì em nghĩ nha, theo cái cá nhân của em nha, không phải là shaming bạn hay sao. Tại vì mặt dài thì cái đường công danh sự nghiệp nó chỉ mất trung bình thôi, nó không được hơn. Còn cái vấn đề mà chân mày mà gần mắt quá thì em nghĩ là nóng tính và hơi cọc cằn. Hôn nhân thì em nghĩ là nó sẽ không có hòa hợp lắm. Dạ. Ủa nhưng mà em cái điều này là từ đâu mà mình quy kết? Dạ, đó là nhân tướng học đó. Nhưng mà cái này là ý kiến của mẹ hay là của em? Đây là ý kiến cá nhân của em và em nghĩ mẹ nên tin điều này vì em sẽ nói không sai rồi ạ. À, xin chào nhà gái. Nhân tướng học không phải chỉ về mỗi khuôn mặt, nó còn ở trong nội tâm nữa. Người Nhật có câu omotenashi, mọi cái đều là sự chân thành từ trái tim bạn nhé. Chú nói thì người Nhật có cái câu đó, thì người Việt mình cũng có một câu rất là hay, đó chính là tâm sanh tướng ạ. Nếu mà tâm mình nó tốt thì tướng mình cũng không có xấu đến như vậy đâu ạ. Vậy con hãy xem lại, xoay gương lại xem khuôn mặt của mình như thế nào. Con có khuôn mặt dài hay là khuôn mặt ngắn vậy? Dạ chú ơi, nếu mà con có một gương mặt dài hay một gương mặt ngắn á, con nghĩ đó không liên quan gì đến chị của con. Ở đây là chương trình kén rễ cho chị con. Và con cần một cái người mà gọi là đi đến với chị con, đến suốt cuộc hành trình của chị con chứ không phải là con. Cho nên con không có tuyển chọn cho con. Chú đừng có coi nhân chứng học của con làm gì nha. Dạ. Game sẽ có người thắng người thua, nhưng phải thực sự tâm phục khẩu phục. Tôi không phục cái việc đó. Dạ vậy. Vậy cho con xin hỏi là chú đang không phục việc gì ạ, để con có thể giải thích cho chú ạ. Bởi vì mọi người bên nhà đó đang muốn con trai tôi thể hiện sự chân thành. Sự chân thành nó phải sự ở bên trong, chứ không phải là bạn nhìn qua một cái tướng bạn nói rằng chưa thể hiện lên sự chân thành đó. Vòng này con trai tôi cần phải được thể hiện sự tài năng, khả năng của nó. Nhưng tại sao mọi người chưa cho nó nói gì cả, chưa cho nó thể hiện mà đã nói dựa vào nhân tướng như vậy? Dạ, đó là sự bất công. Dạ. Đó là sự bất công. Dạ con xin lỗi vì con cắt ngang lời của chú, nhưng mà Tại vì nếu mà nhân tướng của mình như vậy rồi thì mình không cần thể hiện những phần sau đâu ạ. Như con nói rồi, những cái thứ mà không có kết quả thì mình đừng nên làm. Dạ. Con trai, con hãy thể hiện đi. Thể hiện cho bạn ấy thấy rằng con tài năng như thế nào. Dạ. Con là số 1 của bà. Không phải thể hiện cho con thấy ạ. Mà chị con nghĩ là chị con cũng không cần phải nhìn thấy hay là phải lắng nghe một cái lời nào đó chân thành. Tại vì những con người như thế này thì con nghĩ là không chân thành. Tôi thấy rằng ở đây vừa nãy đến giờ bạn trai kia đang thay mặt chị để nói lên tất cả để quyết định. Tôi không hiểu rằng ai là người lớn tuổi hơn và ai là người quyết định. Tôi sẽ không nói chuyện với bạn trai đó nữa. Tôi thấy rằng có thể gia đình nhà gái đang không tôn trọng chúng tôi. Xin lỗi anh, nếu mà anh cảm thấy cháu nó không có được lên tiếng ở đây thì tôi xin thay cháu để mà làm việc với anh, coi như là trao đổi với anh. Vậy từ nãy đến giờ chị thấy cậu ấy nói chuyện như vậy, chị cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là cháu nó nhỏ nhưng mà có những cái sự hiểu biết, sự thông suốt về vấn đề phong thủy hay là nhân triết học gì đó. Thì tôi thấy nó cũng không có đến nỗi nào không có lý. Hồi nãy giờ cháu đây cũng đã trình bày về vấn đề nhân tướng học gì đó. Thì tại sao cháu bên đây không có cái gì gọi là biện hộ lại cho mình, để mình lên tiếng, mình nói lại mình không có những cái như vậy. Mặc dù là cái hình dạng của mình, cái tướng, nhân tướng của mình như vậy, nhưng mà về cái phong cách, về cái nhân cách của mình được thể hiện như thế nào? Về vấn đề góc độ thì cho phép Hiếu được đứng ở giữa, chứ không theo phe nào cả. Mà hồi nãy giờ Hiếu cứ thắc mắc là tại sao em không lên tiếng? Dạ thưa anh MC Phương Hiếu, tại gia đình của em là một gia đình truyền thống và gia giáo. Khi mà chưa được người lớn cho phép thì em sẽ không lên tiếng như bạn này. Nhưng mà cái câu chuyện là bạn đang hỏi em, bạn đang trực diện tấn công vào vẻ ngoài của mình mà. Thì em cũng xin muốn nói với bạn là bây giờ là năm 2024 rồi, tất cả đều là dựa trên khoa học kỹ thuật. Và nếu bạn nói nhân tướng của mình là một người không tốt, vậy thì bạn hãy kết bạn với mình. Và sau một thời gian kết bạn với mình thì bạn sẽ biết mình là người như thế nào. Bạn nói là mình đối xử với chị bạn không tốt, nhưng nãy giờ bạn đã thấy được mình đối xử với chị bạn như thế nào chưa? Mình đã rất lễ phép để cho người lớn hai bên nói chuyện, chứ không sổ sàng như bạn. Với lại bạn nói là người mặt dài, công danh sự nghiệp không tốt, thì mình hỏi bạn là chắc mặt bạn ngắn ha? Ok, thì ở đây mình đồng ý với lại cái việc mà công danh sự nghiệp của mình không tốt. Mình đâu có nói, nãy giờ mình đâu có nói là cái lời nào là công danh của mình tốt đâu, đúng không ạ? Và mình cũng không cần công danh sự nghiệp của mình tốt làm gì. Tại vì mình chỉ gọi là một cái stylist nhỏ, mình chỉ cần đủ sống qua ngày là được rồi. Mình không cần phải hơn thua với bất kỳ ai cả. Cho nên là ngày hôm nay mình chọn cho chị mình phải là một cái người mà gọi là kề vai sát cánh với chị mình thật là ok, chứ không phải là một cái người mà nóng tính hay gì đó. Nói chung là nhân tướng học mình nghĩ là không sai đâu ạ. Tại vì người xưa đã viết mà người nay đọc được thì em nghĩ là không sai. Tại vì là tại có cái xưa mới có cái nay ạ. Anh tin rằng á, dù cho nhân tướng học nó tinh hoa đến mức độ nào đi chăng nữa, thì đối với tôi nha, tôi quan niệm rằng một con người á, ở bên ngoài và bên trong nó là sự phối hợp hài hòa với nhau, chứ không chỉ là ở bên ngoài mà đánh giá một con người. Nếu bạn nói như vậy, chẳng lẽ tìm trong những bạn khán giả tại trường quay, những bạn có khuôn mặt dài một chút xíu thì đường công danh không thành công. Rồi nếu chúng ta ra ngoài đường, chúng ta gặp bất kỳ một người nào đó có gương mặt dài thì chúng ta cho rằng là không nên kết giao với người này, tại vì họ sẽ không thành công trong cuộc sống hay sao? Vậy thì bây giờ thay mặt cho nhà trai, tôi muốn xin chị là người có ý kiến quyết định cho con trai tôi có một cơ hội để tỏ lòng với con gái chị. Thực sự ra thì là hồi nãy giờ là bên hội đồng nhà gái đã bàn bạc và suy nghĩ. Qua những cái đóng góp ý kiến thì thấy là không có hợp với lại cháu Thanh Hiền. Nên tôi cũng xin phép anh là được dừng cuộc chơi ở đây. Thưa ba, cái này là ý kiến của mẹ Thuận, là người có quyền quyết định quan trọng cũng là cao nhất từ phía hội đồng nhà gái. Với nỗ lực của em, anh tin rằng sự tự lập của em trong suốt nhiều năm nay để ba em tự hào về em như vậy, thì hãy cố gắng tiếp tục hoàn thiện kỹ năng của mình, nâng cao kiến thức của mình và hãy trở thành một người thành đạt trong cuộc sống này cho người ta bỏ ghét. Được chưa? Cảm ơn em và ba. Một lần nữa cảm ơn ba đã đến với chương trình. Nếu có cảm xúc gì không hay thì mong ba và em cũng lượng thứ bỏ qua, để chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời. Và chúc ba và em nhiều may mắn và có một nàng dâu ưng ý. Rõ ràng quá nhiều điều bất ngờ xảy ra tại Thông gia song đấu mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát trước. Với câu chuyện vừa rồi thì em cảm thấy quyết định của mẹ em đúng, em stylist của em đúng, hay em nghiêng về gia đình bên kia? Dạ, nãy giờ thì em cũng không muốn có một cuộc tranh luận như vậy. Nhưng mà mẹ và stylist của em là một cái người mà thân cận bên cạnh em mỗi ngày và ở trong nhà với em luôn, thì cũng là hiểu một phần tính cách của em. Nên là em nghĩ là sẽ có một cái số câu từ làm tổn thương tới bạn nam phía kia, nhưng mà nếu mà kết quả nó không đạt được gì hơn á, thì em nghĩ là nên dừng lại. Vậy là em một phần nào đồng tình với gia đình của mình. Em vẫn tin nhân tướng học chứ? Dạ đúng rồi anh. Tại vì trong cuộc sống của em mỗi ngày á, nó có những cái công việc và những cái vấn đề của em mà em có một phần do nhân tướng học. Nhưng một phần nữa thì ngoài nhân tướng học ra, nó không phải là tất cả trong cuộc sống. Vì sao? Thì lúc nãy á, lúc bạn bước ra á, thì bạn có chào tất cả mọi người, nhưng mà ánh mắt của bạn không có nhìn em và bạn không có chào em. Nghĩa là mình cũng thấy không phù hợp rồi, dạ, đúng không? Thưa quý vị, cảm xúc của người trong cuộc là vậy. Và cũng rất may là quyết định dừng cuộc chơi ngay lập tức này, mặc dù chưa thực hiện thử thách từ phía nhà gái cũng đồng thuận giống như ý của em Thanh Hiền đây. Vậy thì không sao cả, vẫn còn một chàng trai nữa chưa xuất hiện tại đây. Vậy thì hãy cùng gặp gỡ ngay lập tức cậu con trai của gia đình còn lại. Con trai mẹ Gắng là chàng trai như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ Thành Ngôn. Con hồi hộp quá mẹ ơi. Con sợ bé áo trắng nó đứng dậy nó quánh giá nữa quá. Nào, em stylist ơi, cái này thì ổn không? Dạ, em thấy rất ổn rồi. Tại vì ngay từ đầu là em đã nói với mẹ của chị Hiền là số 4 ok. Ủa vậy hả? Sao biết số 4 mà ok? Dạ, tại vì em nghe về gia phả thì em thấy ok. Nghe về gia phả. Đó, có niềm tin hơn chưa? Rồi thì bây giờ giới thiệu lại một lần nữa về mình, về công việc của mình để nhà gái cùng nắm nào. Lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến anh Phương Hiếu, đến tất cả quý vị của chương trình Thông gia song đấu, gửi đến gia đình của bạn nữ và xin chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngôn, tên đầy đủ của em là Mã Thành Ngôn. Công việc hiện tại của em đó là làm về tổ chức sự kiện. Ngoài ra thì em có làm thêm những cái công việc khác như là thiết kế đồ họa cũng như là MC. Làm sao mà dung hòa được cả thiết kế đồ họa, nó nghiêng về một xíu gì đó kỹ thuật, nó nghiêng về xíu gì đó thẩm mỹ, rồi lại làm cả người dẫn chương trình, nó cần một xíu gì đó linh hoạt, xử lý tình huống, lại làm thêm cả công việc tổ chức sự kiện, nó cần sự chặt chẽ, nó cần sự phân phối tốt, nắm bắt tốt, nó cần quá nhiều kỹ năng cho một con người. Làm sao em có thể dung hòa được tất cả những công việc tốt như vậy? Tại vì chính vì cái ngành kỹ thuật đó nó đã tạo cho con người em có cái suy nghĩ logic. Thì em tận dụng cái đó để mà em áp dụng trong công việc của em. Và nói về thiết kế đồ họa cũng như là MC, đó là những cái tài lẻ cũng như là cái yêu thích của em từ sinh viên. Lĩnh vực thiết kế đồ họa thực chất ra nó vẫn liên quan đến cái việc đó là chúng ta tổ chức sự kiện. Tại vì mỗi sự kiện nào nó cũng cần có những cái sản phẩm truyền thông nè, những cái sản phẩm trưng bày. Thì khi mà mình biết về thiết kế đồ họa, mình sẽ có kiến thức để mà mình quan sát được hết cái sự kiện của mình tổ chức ra. Thú vị quá. Vậy thì qua bên kia, mời Thanh Hiền qua đây cho anh Hiếu. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chắc đầu tiên thì mình sẽ nói những lời từ tận sâu trong đáy lòng mình trước. Người ta nói rằng có hai việc không thể nào bỏ lỡ trong cuộc đời. Thứ nhất đó là chuyến xe cuối cùng để về nhà. Và thứ hai đó là lời tỏ tình đối với người mình thương. Trong cuộc đời của mình thì mình may mắn là mình luôn bắt kịp được những cái chuyến xe cuối cùng để về nhà. Và mình cũng muốn có mặt ngày hôm nay tại đây để mình làm cái việc thứ hai, đó là nói lời tỏ tình đối với người mình thương. Mình thật sự thích bạn từ ánh nhìn đầu tiên. Chắc là bây giờ mình xin phép mượn tay bạn để đặt một nụ hôn để bày tỏ cái sự chân thành nữa. Có được không? Hết giờ. Nụ hôn vừa rồi được tính trong phần lời nói chân thành chứ chưa được tính trong hành động nha. Tại vì thời gian dành cho hành động chưa tới. Bây giờ mới là lúc thực hiện thử thách hành động một cử chỉ chân thành gửi đến Thanh Hiền. 30 giây bắt đầu. Tiếp tục 30 giây lần này. Chắc là mình vừa rồi là Thành Ngôn, con trai của mẹ Gắn, vừa thực hiện xong thử thách. Mẹ Gắn ơi, mẹ có thêm một phút thuyết phục thêm cho em đi mẹ. Mời mẹ bắt đầu. Hiền ơi, hôm nay con đứng đây, cô cảm giác đây là một cái phiên bản của cô cách đây mấy chục năm về trước. Nên là khi cô nhìn thấy con, cô rất là quý con. Nếu mà con mà đồng ý con trai của cô thì cô sẵn sàng ủng hộ con. Cái thứ nhất là cô đã từng muốn làm người mẫu mà cô không thực hiện được, cho nên bây giờ cô sẵn sàng để con ở lại thành phố để thực hiện lại cái ước mơ dang dở của cô. Hãy thực hiện được cái ước mơ của cô. Ôi, ép phê vô cùng. Chúc mừng mẹ Gắn, rất tuyệt vời. Một tràng vỗ tay cho mẹ Gắn. Cảm ơn Thành Ngôn, chúc em may mắn có mặt ở vòng trong nha. Nào vào trong đi nào. Tất cả những diễn biến xảy ra xoay quanh ba chàng trai còn lại. Cho anh hỏi một câu này trước khi mình đến với những quyết định tiếp theo. Đó chính là em có hay không có những cảm xúc rung động nhất định khi gặp gỡ lần lượt từng gia đình? Dạ em có. Dạ. Thưa quý vị, có thưa quý vị. Và thưa mẹ Thuận thân mến, ở vòng này theo quy định của chương trình sẽ có một nhà trai nữa phải dừng cuộc chơi. Và rõ ràng lựa chọn tiếp theo này cực kỳ khó khăn. Nhưng chúc mừng mẹ không cần phải lựa chọn nữa, tại vì đã có hai gia đình vào vòng quyết định. Thưa mẹ, ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đạt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Cảm ơn quý vị vẫn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để đến với vòng quyết định mang tên Thông gia song đấu. Vậy thì để xem gia đình nào mới thật sự trở thành gia đình được lựa chọn ngày hôm nay. Chúng ta hãy đến ngay với món bảo bối của gia đình đầu tiên. Xin mời. Mẹ thân mến, cho phép Phương Hiếu sẽ được khám phá món bảo bối theo quy định của chương trình. Mẹ Tuyền sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ, thấy gì không ạ? Dạ, có, thấy. Thấy gì ạ? Thấy nó vuông vuông hình chữ nhật. Dạ, vuông vuông hình chữ nhật phải không ạ? Rồi. Nếu mình nhìn từ bên ngoài nó vuông vuông hình chữ nhật như vậy thì mẹ thấy nó giống cái gì? Em đoán là một là chầu cao, hai không là hộp vàng. Hay quá. Không, cái này chắc là đồ đựng trang sức, hộp đựng trang sức. Mẹ không cần phải lo lắng, thứ sẽ khám phá ngay. Cứng cạnh bên có một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ. Cạnh bên phải cũng có một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ. Gạch. Đó là cục gạch. Cục gạch giống như là xây nhà đó mà. Dạ, yeah, cũng có thể. Đó là thật ra thì không thiếu chương trình mặc dù nóng thật nhưng mẹ cũng đừng đem hung khí. Giỡn thôi. Dạ, chắc chắn là mẹ mang viên gạch đến đây là có lý do. Dạ, mời mẹ trình cho nhà gái vì sao mang viên gạch đến đây trong phần trình báu vật này. Mời mẹ. Dạ, xin chào các quý vị khán giả trường quay. Chào chị bên nhà gái. Thì bảo bối của gia đình em đó là một viên gạch. Tại vì nhà em làm công ty xây dựng, và em nghĩ rằng em mang đến chương trình này muốn mang thông điệp đó là viên gạch nó là cái nền móng vững chắc để xây một cái gia đình. Giả lại từ xưa mình có cái câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Con trai mình rất là vững chắc rồi, có được cái nhà vững chắc rồi, thì bây giờ mình cần một tổ ấm là đến từ gia đình nhà gái. Em xin nói là dễ thương quá. Ở đây không chỉ là cái nền tảng của gia đình, nền tảng đang kinh doanh vật liệu xây dựng, mà nó còn thể hiện cái độ vững chãi và cái tâm thế của người đàn ông trong gia đình. Xây nhà cần thêm một cô gái để xây tổ ấm, phải không ạ? Dạ. Dạ, quá là ý nghĩa. Mẹ nhận nha mẹ nha. Dạ, vỗ tay cho nhà trai. Cảm ơn mẹ Tiền, chúc mừng mẹ. Cho phép di chuyển qua gia đình thật là. Dạ. Dạ, mẹ Gắng ơi, cũng như vậy Hiếu sẽ được phép khám phá món bảo bối của nhà mình mẹ ha. Dạ. Hiếu sờ thoải mái hay là nhẹ tay? Nhẹ nhàng. Nhẹ nhẹ thôi. Không dám sờ, bóp vào nó vỡ tan mất. Một dụng cụ đựng ở trong đó cái gì rất mềm, nhiều lắm, không dám bóp mạnh, sợ bóp mạnh không được. Mình đoán là gì ạ? Theo tôi thấy thì đoán là đó hình như là một cái cục đất á, giống như là để đó là cái mầm móng của 35.000 hecta đất á, mà dạ, ở dưới quê đó, hồi nãy cụ đựng đất. Đúng, trình bày phải mà. Không? Rất có thể. Cùng xem nào. Ủa? Cơm ạ. À, một chén cơm trắng. Dạ, xin mời. Mình mang một chén cơm trắng đến có ý nghĩa gì thưa mẹ? Mời mẹ Gắng thuyết trình với nhà gái. Tôi mang tới đây một món rất là đơn giản nhưng mà đầy ý nghĩa. Bởi vì cái món này là đại diện cho là đầy đủ, sung túc và hạnh phúc, đại diện cho 35.000 mét vuông đất của gia đình nhà tôi. Cho nên là tôi rất là mong hai con sẽ gạo lấy nấu thành cơm. Nhà có thể chưa xây nhưng cơm không thể là không ăn. Dạ, một tràng vỗ tay cho mẹ Gắng. Nếu như bên kia là một viên gạch tượng trưng cho nền tảng của gia đình và một thông điệp đó chính là đàn ông xây nhà cần thêm một người đàn bà để xây tổ ấm, thì bên đây cũng mang đến nền tảng của gia đình. Cơm này được nấu từ gạo được trồng trên 35.000 mét vuông đất của gia đình. Đây cũng chính là tượng trưng cho nền tảng của gia đình mẹ Gắng với con trai của mẹ. Và quan trọng hơn nữa thì một thông điệp hết sức thú vị: gạo nấu thành cơm trước đi rồi tính gì tính. Đây cũng chính là cái mong mỏi của gia đình nhà trai gửi đến cho mẹ Thuận. Mẹ Thuận ghi nhận nhé. Và vỗ tay thôi chứ nói gì nữa. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng ngày hôm nay kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng mang đến đây một tiềm lực của gia đình. Một bên là công ty xây dựng, một bên là bao la bạc ngàn đất đai. Vậy thì liệu rằng với những món bảo bối đắt giá như vậy thì hai nhà trai sẽ trả lời câu hỏi vì sao nhà gái không nên chọn, còn con trai gia đình đối phương như thế nào? Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay để đến với màn cuối cùng thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình và đây là màn tranh luận cuối cùng. Màn tranh luận cuối cùng này có thể lật ngược thế cờ và chiếm hoàn toàn cảm tình từ nhà gái nếu như nhà trai là một nhà trai lập luận xuất sắc. Cho nên hãy xem nhà trai nào đưa ra những lập luận chắc chắn và quan trọng là chiếm cảm tình hơn khi trả lời câu hỏi vì sao nhà gái không nên chọn, còn con trai gia đình đối phương để kết đôi với em Thanh Hiền. Hai nhà trai sẵn sàng chưa ạ? Một tràng vỗ tay để màn tranh luận thông gia song đấu được phép bắt đầu. Dạ thưa chị, em nghĩ rằng là chị không nên chọn gia đình bạn bên đây. Thật ra bạn rất là giỏi đó, làm rất là nhiều nghề, nhưng mà bạn chưa có công việc ổn định. Với cái độ tuổi bạn như vậy mà thu nhập bạn cũng chưa cao nữa, chưa đủ để mà lo cho con gái chị. Đất đai rất là bao la, Nhưng mà đối với bạn Thanh Hiền thì công việc đồng án thì chắc bạn không thể làm được. Cho nên là mẹ nghĩ là chị không nên chọn gia đình bạn đây ạ. Cái thứ nhất là con trai tôi công việc rất ổn định, chứ không phải là không ổn định. Bởi vì cháu học ô tô và cháu cũng đang làm trong cái ngành ô tô. Và cháu làm thêm mấy cái ngành phụ khác. Cái thứ hai là cháu rất có hiếu. Gia đình nhà tôi mặc dù 35.000 mét vuông đất, nhưng tôi sẵn sàng để cháu ở trên thành phố làm việc, chứ không bắt cháu về quê phải làm cái việc đó. Bởi vì nhà chúng tôi thuê người, cháu về chẳng qua chỉ là để vui, phụ giúp được cái gì thì giúp thôi. Dạ thưa chị, con trai chị làm rất là nhiều nghề và nó thu nhập thì cũng còn rất thấp. Theo mình suy nghĩ thì một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Con chị làm tới 2-3 công việc mà mức lương chỉ có 15 triệu một tháng, không bằng người ta làm một công việc ạ. Vậy là chị nghe sai rồi. Bởi vì 15 triệu đó là những nghề cháu làm thêm, chứ không phải nghề chính. Cháu đã làm một nghề chính và trong khi đó là làm thêm mấy cái nghề phụ được thu nhập được 15 triệu. Không kể cái tiền mà nhưng cháu làm chính. Em xin lỗi chị, nhưng mà tại vì chị nói em hiểu lầm là tại chị nói tổng thu nhập 15 triệu một tháng. Không, em chưa nói tổng thu nhập, chưa bao giờ em nói tổng thu nhập. Em chỉ nói là cháu đi làm thêm, thu nhập được từng đó. Vậy thu nhập của bạn thì chính xác bao nhiêu ạ? Về cái công nghệ ô tô thì chị biết rồi đấy. Sửa chữa ô tô bây giờ thấp nhất phải mấy chục triệu một tháng. Thế em nghĩ giờ nếu mà về tương lai của bé đi, có làm công việc mà có thu nhập cao đi nữa thì do cái ngành nghề của bạn đó thấy cũng không có hợp với bạn Thanh Hiền ạ. Tại vì bạn Thanh Hiền làm người mẫu thì sẽ hợp với con trai mình hơn. Con trai của chị thì cháu còn đang học, cho nên là cũng chưa hứa hẹn được một điều gì cả. Con trai của tôi làm ở hãng Hyundai, thu nhập của cháu là 60 triệu. Đó là thu nhập chính. Bởi vì làm ở các hãng này là thường thường là làm theo ca nữa, cho nên là cái thời gian rảnh cháu sẽ đi làm sự kiện. Nhưng mà theo tôi được thấy đó, con chị vừa làm kỹ sư rồi vừa làm công việc rất nhiều nghề thì thời gian đâu mà chăm sóc cho bạn gái ạ? Giống như con chị đấy, vừa đang làm người mẫu, vừa đang làm các mảng xã hội, sao cháu vẫn có thể là xoay sở được? Thì ngược lại con trai tôi tuổi đời còn hơn cháu cơ mà, tuổi đời, tuổi nghề, cháu trải nghiệm rất là nhiều, cháu chắc chắn phải hơn. Dạ thưa chị, tại vì con trai chị già hơn con trai của tôi thì nghĩ là có dày dặn kinh nghiệm hơn. Nhưng mà bù lại con trai của tôi thì làm nghề tài chính ngân hàng, thì là một cái nghề rất là vững chãi và nghĩ là phát triển trong tương lai. Còn con trai chị thì làm về nhân viên kỹ thuật. Em nghĩ nó là hơi khô khan thì nó sẽ khó đồng điệu hơn với Thanh Hiền. Làm lĩnh vực thời trang người mẫu thì nó cần có một chút nào xíu lãng mạn xíu à, thì con trai em sẽ hợp hơn ạ. Người ta nói là trái dấu sẽ hút nhau, cho nên là chưa chắc hai bạn làm như thế đã đồng điệu với nhau được. Trái dấu thì chắc chắn là hút nhau rồi. Bạn Thanh Hiền và con trai tôi thì chắc chắn sẽ hút nhau à. Nhưng mà chưa chắc đã đồng điệu nhau đâu chị. Chưa chắc đã đồng điệu nhau đâu. Thường thường đấy là vợ chồng ít khi làm cùng với nhau lắm, người ta không thích. Chị có thấy là khi mà Thanh Hiền đứng kế con trai tôi thì rất là hợp. Lý do là hai bạn đã mặc đồ rất là thời trang. Thì như vậy là mình đã thấy hai bạn đó có sự đồng điệu rồi ạ. Con trai tôi chuyên tổ chức sự kiện, cháu cũng rất là thời trang. Thời trang còn đẹp hơn con trai chị. Nhưng mà trong mắt của tôi thì thấy con trai tôi vẫn đẹp nhất và hợp với Thanh Hiền nhất ạ. Cảm ơn hai mẹ rất nhiều những cái hơn nữa là con trai của tôi nó nam tính mạnh mẽ chứ đâu giống con trai của chị đeo vòng, nó yếu lắm. Con trai mà đeo vòng rất yếu thì không bao giờ bảo vệ cho bạn gái. Bạn gái Thanh Hiền kia rất mạnh mẽ. Đứng một bạn trai yếu đuối thì không bao giờ, có nghĩa là bạn Hiền phải bảo vệ bạn này. Nhưng mà con trai tôi sẵn sàng bảo vệ Hiền được. Em xin lỗi cắt ý của chị không có hiểu về phong cách thời trang à. Thì con trai em mang như thế này gọi là phụ kiện để nó tôn lên cái vẻ đẹp của cái trang phục ạ. Cái vẻ đẹp của bạn nhìn yếu lắm. Đàn ông mà yếu quá không có được. Như con trai tôi này, rất mạnh mẽ, đẹp trai. Đây là xu hướng thời trang hiện đại. Cho nên là con trai em nghĩ là đã bắt kịp xu hướng và sẽ phát triển trong tương lai ạ. Dù có hiện đại tới đâu đi chăng nữa thì đàn ông vẫn mạnh mẽ và phụ nữ vẫn cần một bờ vai vững chắc. Và con trai em cũng rất là mạnh mẽ Em nói chị là con trai em rất là mạnh mẽ Con của hai mẹ ai cũng mạnh mẽ hết được chưa? Quan trọng là Hiếu thấy ở đây dù chúng ta có tranh luận thêm thì cũng sẽ không bao giờ có hồi kết. Vậy thì hai chàng trai hãy cho chúng tôi một câu nữa để các bạn nói với nhà gái để mẹ nhà gái đưa ra quyết định cuối cùng. Con không biết cô chọn con hay là chọn bạn bên đây. Nhưng mà con hứa với cô là con sẽ cùng với bạn Hiền tiến tới con đường người mẫu mà bạn Hiền đã mong ước rồi. Con cũng xin phép nói với cô một vài điều. Mặc dù con sẽ không làm cùng ngành với lại Hiền, tuy nhiên theo con nghĩ những người làm nghệ thuật như Hiền, thời gian bận bịu rất là nhiều. Cái mà Hiền cần đó là một người đàn ông sẵn sàng đứng ở phía sau, làm hậu phương cho Hiền để phát triển ngành nghệ thuật. Và con sẽ làm được cái việc đó. Có mẹ ủng hộ luôn. Mẹ ủng hộ luôn. Dạ. Dạ thưa mẹ Thuận, giờ đây hai gia đình đã bày tỏ hết quan điểm của mình. Rất mong mẹ ghi nhận và cũng cảm ơn những người mẹ đã đến đây để đưa ra những quyết định vô cùng gây cấn, vô cùng hấp dẫn và những phần tranh biện vô cùng kịch tính để bảo vệ con trai của mình. Hãy dành một tràng vỗ tay cho những người mẹ. Ngay bây giờ xin mời nhà gái hãy vào phần hội ý để chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng. Phần hội ý bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý cuối cùng của nhà gái đã hết. Chúng ta cùng xem là hai thành viên hai bên đưa ra lựa chọn như thế nào trước khi mẹ Thuận đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng. Em ruột ơi, nếu em được chọn cho chị em Thiên Vũ và Thành Ngôn, em chọn chàng trai nào kết đôi với chị em? Nếu mà theo em á, thì em sẽ chọn anh Thành Ngôn. Vì sao? Vì ảnh là một cái hậu phương mà em nghĩ chị em nên cần. Tại vì cái nghề showbiz này nó không có phải là gọi là lâu dài và bền. Nó sẽ có một cái thời điểm lên và cái thời điểm xuống, và có tới khi mà chị em tới tuổi hay như thế nào về sau. Nếu mà hai người có dẫn tới hôn nhân và tiến lâu hơn thì cái thời điểm đó em nghĩ chị em cần một cái bờ vai và cần một cái hậu phương vững chắc như anh Thành Ngôn để chị em dựa vẫm vào. Một phút dành cho Thành Ngôn. Chúc mừng mẹ Gắn và con trai được một lựa chọn tham khảo. Còn em? Dạ em thì em lại không đồng ý với em của chị Thanh Hiền lắm. Tại vì phụ nữ bây giờ phụ nữ 4.0 rồi, không nên dựa dẫm vào đàn ông quá nhiều ạ. Dựa dẫm vào đàn ông quá nhiều thì cái nữ quyền của mình nó sẽ bị hạ thấp, và cái danh dự nhân phẩm của mình nó cũng sẽ bị hạ thấp. Cho nên là đối với em sẽ chọn anh số 1. Thời trang mà hợp với nhau á, thì rõ ràng nhìn là đã hợp với nhau rồi. Cho nên em chọn Thiên Vũ. Một điều xin chúc mừng mẹ Tuyền. Tỷ số tham khảo hiện nay đang là 1 đều, chia đều cho cả hai gia đình. Nhưng quan trọng cuối cùng mẹ Thuận đưa ra quyết định như thế nào mới hấp dẫn. Dạ, mời mẹ đứng dậy. Chàng trai mà tôi lựa chọn kết đôi với con gái tôi là... Chàng trai mà tôi lựa chọn cho con gái Thanh Hiền tôi là Thành Ngôn. Thành Ngôn. Wow, dạ thưa mẹ, lý do tại sao mẹ chọn Thành Ngôn chứ không phải chàng trai cũng fashion, cũng thời trang, cũng có những điểm chung với con gái của mẹ? Theo tôi thì cháu Thành Ngôn đây là một người cũng là trưởng thành, cũng là 25 tuổi rồi, cũng có công việc ổn định, nghĩa là có sự nghiệp đấy. Rồi cũng biết cách là làm thêm, rồi cũng biết thương yêu gia đình, rồi cũng biết quan tâm tới xung quanh với hiếu thảo với cha mẹ mình. Cạnh đó nữa là cũng có một cái nền tảng gia đình nó vững chắc để có thể là đem đến cái niềm hạnh phúc với lại tình yêu cho con gái tôi là Thanh Hiền. Tôi cũng chọn về cái gia sản của cháu Thành Ngôn, mà tôi chọn đây là cái ý kiến của cháu đưa ra là sẽ lui về phía sau để mà làm cái hậu phương vững chắc cho cháu Thanh Hiền con tôi bước trên con đường sự nghiệp của mình. Và đây là cái điều quyết định mà tôi đã chọn cháu Thành Ngôn. Em thấy sao với lựa chọn này? Hiện tại em cảm thấy rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc đúng không? Dạ. Mà nói lời phải giữ lấy lời nha. Dạ. Em... Có ai đó nãy nói nãy chịu lui về phía sau làm hậu phương gì đó thì nhớ ạ. Dạ vâng ạ. Em sẵn sàng việc đó và những điều mà em nói thì chắc chắn em sẽ làm được. Cảm ơn mẹ, mẹ ngồi xuống được rồi. Vậy thì giờ đây anh tin rằng là mình cũng có những cái đánh giá và có những cái tiêu chí rất riêng. Mặc dù mẹ chọn không có nghĩa rằng là mình chọn, nhưng anh tin rằng khi mà con tim lên tiếng thì mọi lý trí đều gạt qua một bên. Anh tin chắc chắn sẽ có một chàng trai làm em rung động, tại vì em đã xác nhận ngay từ vòng 2. Nhưng chàng trai đó là ai thì chúng tôi chưa biết. Ngay bây giờ sau tiếng đếm 1, 2, 3 của anh Hiếu, nếu như em cũng đồng ý với lựa chọn của gia đình mình, di chuyển lên trên đó. Ở đây không chỉ là đồng ý với gia đình, mà thật sự nếu em có cảm xúc với chàng trai này, chàng trai mang tên Thành Ngôn, thì hãy lên đó nắm tay bạn ấy, màn kết đôi thành công. Còn nếu như em rung động với chàng trai khác thì có quyền đứng tại chỗ và cho anh Hiếu biết lý do. Thế thôi. Em có muốn nói gì trước khi đưa ra lựa chọn không? Dạ thì bây giờ em cũng rất là bối rối, em không biết nói gì. Là nghĩ em sẽ là hành động. Hành động luôn ha? Dạ. Cùng đếm nào các bạn khán giả. 1 2 3. Yeah, chúc mừng. Đẹp đôi hả mẹ ha? Dạ. Yeah. Thưa quý vị, tôi xin tuyên bố màn kết đôi ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Nào, hãy cho biết vì sao em chọn chàng trai này. Dạ, thật ra thì lúc đầu em cũng có đắn đo suy nghĩ, nhưng mà cái câu cuối của bạn á, em vừa nghe là bạn nói được, bạn sẽ làm được. Và mình thích con người như vậy. Quá tuyệt vời. Ngôn ơi, cảm xúc về sao Ngôn ơi? Phải nói là lúc nãy chị lên 8 tầng mây thôi, bây giờ lên 9 tầng mây luôn rồi. Lên 9 tầng mây luôn hả? Thật sự là em rất là hạnh phúc khi mà được Hiền chọn là người cuối. Và có thể sau này sẽ xây đắm cái gia đình của mình. Quá tuyệt vời. Còn nói gì nữa mẹ Gắng ơi? Mẹ Gắng ơi nào, ra chung vui với em nào mẹ Gắng ơi, chạy đó nào đó. Cảm ơn con đã lựa con trai cô. Dạ. Dạ cảm ơn chị Xuôi. Cảm ơn chị Xuôi. Mẹ Gắng thân mến, cảm xúc của mẹ ngay lúc này là gì ạ? Mừng lắm. Ước mơ của tôi là tìm được một người con dâu giống như tôi ngày xưa, nên là tôi đã thành hiện thực rồi. Rất là cảm ơn con. Con cũng cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Hiếu tin chắc rằng lúc này mẹ Thuận rất là xúc động, tại vì con gái của mình mà được một người mẹ dành tương lai mà yêu thương và yêu thích như vậy thì còn gì bằng, mình an tâm hơn phải không mẹ? Vâng ơi, cho cô nói. Dạ mời cô. Rất là cảm ơn chị đã có cái tấm lòng mà nhân ái, là lúc nào cũng thương yêu con dâu mình như con gái. Và cũng là cảm ơn con đã chọn một cái tình yêu đích thực đến với mình, là con gái của bác là Thanh Hiền. Dạ. Dạ xin cảm ơn chị. Chào con gái cho tôi ạ. Dạ. Tôi coi cháu như là con gái của mình. Vâng, mong là. Thưa quý vị, còn nói gì nữa, với hạnh phúc này, với những chia sẻ này của hai gia đình, chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ những tin vui tốt hơn để hai gia đình ngày hôm nay có thể gọi nhau là xuôi gia cho vui á. Nhưng chúng ta phải ráng để cho hai em tìm thấy những tín hiệu tích cực và kết thành thông gia thật sự. Đó chính là niềm vui vỡ òa cho đại gia đình Thông Gia Song Đấu. Chúc hai em có thời gian cùng những nhau lý tưởng để gửi tin vui về cho chương trình nha. Và chúc cho những người làm mẹ và chúc cho tất cả chúng ta mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Và thưa quý vị, cái kết tuyệt vời ngày hôm nay sẽ gửi lại cho quý vị khán giả, những người vẫn đang mong chờ cặp đôi này kết đôi thành công. Vậy thì quý vị đã có một món quà thật tuyệt vời, đó chính là món quà của cảm xúc. Đừng quên theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu mùa 3 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media hiện trong giờ phát sóng vô cùng quen thuộc 22 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và giờ đây chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Thông Gia Song Đấu đến mùa thứ 3. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hãy nhận lời chào từ tôi Phương Hiếu đến từ Thông Gia Song Đấu. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau. comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.